Mình hướng dẫn cách tải Zalo, có thể gọi video và gọi điện ở trên những cái máy smartphone của Nhật mà Android dưới 4.4 nhé, từ 4.4 đổ xuống. Thì đầu tiên là mình kết nối Wi-Fi này, sau đó vào phần menu này, tìm mục YouTube này. Chúng ta sẽ tìm là cài tiếng Việt Sharp Fujitsu Nhật cho những máy không rút. Thì mình Việt ngắn gọn thì mình tìm ra được video của Di động Nhật Việt Nam đây. Đây. Đây nhé. Thì dưới phần mô tả này có một cái link đây, Zalo, mình bấm vào đó. Thì bây giờ nó sẽ chuyển sang cái link, bây giờ mình chọn là Chrome đi, rớt qua một lần. Bấm tải xuống này. Bấm rớt oan này. Đấy, mình vẫn download anyway, rớt oan lần nữa này. Mình bấm ok này. Đây, thì cái phần tải về nó đang chạy ở trên này này. Bây giờ mình chờ nhé. Đây, tải xong rồi mình bấm vào đó. Thì bây giờ mình bấm install. À, nó báo là không được cài là do là trước đó là mình đã cài một cái app Zalo đây rồi. Mình đã cài app Zalo trên YouTube rồi. Bây giờ mình phải uninstall đi đã. Bây giờ mình vào lại nhé. Mình làm lại này. Mình download lại này. Just one này. Mình lưu ý trước khi cài đặt nhé. Mọi người, đây là tải một cái app ngoài. Vì thế nên là những cái máy Android nó sẽ phát hiện ra và nó sẽ báo là đây là cái tệp tin gây hại cho máy. Thì nó sẽ không cho cài. Mình muốn cài thì trước hết mình phải vào setting này. Bạn phải kiểm tra trên mục setting này. Tìm đến mục là security. Thường máy này thì nó sẽ nằm ở trong phần other setting này. Đây. Đấy, mình đã tích sẵn vào cái phần là unknown source, tức là nguồn không xác định này. Allow installation of app from unknown source, tức là cho phép cài đặt những cái app ngoài. Đấy, mình tích sẵn vào rồi. Giờ mình chỉ cần bấm vào đó. Mình install thôi, mình cài đặt thôi. Đấy, bây giờ là chắc chắn nó sẽ không báo lỗi nữa. Bản này thì có thể gọi video, gọi điện thông bình thường. Giờ mình chỉ chờ cài đặt xong thôi. Accept. Đấy, xong rồi. Giờ chỉ cần mở ra thôi. Xong bây giờ mình đăng nhập mình dùng bình thường thôi, không có gì cả. Cảm ơn các bạn nhé.